Hôm nay Khanh sẽ kể một câu chuyện về ba chàng cung thủ. Ba chàng cung thủ đến từ thứ nhất nước Anh, thứ hai nước Nga và thứ ba là Pháp. Trong một cuộc thi thì anh chàng cung thủ thứ nhất giơ cung bắn thì em có thể biểu cảm. Anh chàng cung thủ nhất thì khá là biểu cảm. Trước khi bắn người ta phải hát luôn. Có một cô gái đẹp thì đứng ở phía xa cách anh chàng cung thủ đó 50 mét, thì trên đầu cô gái đó có một quả táo. Anh chàng cung thủ thứ nhất dương cung bắn và cái mũi tên bay trúng cái táo. Thế là khán giả vỗ tay và khán giả hỏi anh xin lỗi, anh là cung thủ đến từ nước nào? Thì anh ta mới nói rằng William, tôi tên là William và tôi đến từ nước Anh. Và đến anh chàng cung thủ thứ hai thì anh chàng cung thủ đó cũng bắn một cái trái, không phải trái táo nữa, đó là một cái trái quýt ở trên đầu cô gái. Anh chàng cung thủ này đứng cách xa 100 mét, bắn một cái trúng cái trái quýt đó và mọi người vỗ tay hoan hô. Thế là mọi người đi tới và hỏi anh tên là gì. Thế là anh ta nói là Robin Hood, đó là anh chàng đến từ nước Pháp. Và đến anh chàng thứ ba thì anh chàng đó cũng bắn một cái trái, và trái này là trái không phải, đó là một trái cherry. Vâng, để trên đầu một cô gái đó, một phần là cô gái đó. Và thế là anh ta dương cung bắn, anh ta bắn cái chiu và trúng cái nhãn, trúng cái nhãn. Thế là khán giả không im lặng. Thế phóng viên mới chạy tới và nói rằng xin lỗi anh tên gì. Thế là anh ta mới nói là I'm sorry. Xin hết ạ.